làm video một cách nữa, quên chị, đó chính là bao tuần. Rồi thì Botun này là một cái công cụ tạo video, mà nói chung là nó có cái template sẵn luôn. Mình chỉ việc edit text hay là edit hình ảnh của mình nhét vào trong đây thì mình sẽ chỉnh sửa được. Thì nó sẽ có mấy cái template. Và mình chỉnh sửa sẵn trong cái template nó luôn. Đó. Lại coi thử cái template nó sao ha. Sexual harassment prevention training video template. Video hướng dẫn cách ngăn chặn quấy rối tình dục. Đó thì nó có những cái dòng chữ như vậy, mình có thể mình edit lại. Nó có chuyển động rất là hay ha. Đó. Rồi, đại khái vậy đi. Rồi, xong. Mình bấm Edit this template. Thì nó yêu cầu mình phải đăng ký một cái tài khoản. Mình bấm Continue with Google đi. Coi cho đăng ký bằng cái tài khoản Google của mình. Chọn một cái tài khoản Google. Yes, count me in. Continue. Let's rock. Đó. Thì nó có sẵn cái chữ này không? Double click vô sửa thôi. Ví dụ như sexual harassment thì mình sửa lại ngăn chặn quấy rối prevention, mình sửa lại thành ngăn chặn. Rồi ví dụ bự quá thì mình phóng nhỏ lại. Có cột kích thước bên trái này thấy không? Bên trên thì nó sẽ chọn phông chữ. Trên phòng phông chữ rồi căn trái, căn phải hay căn giữa nè. Màu sắc. Rồi độ trong suốt. Hiệu ứng. Hiệu ứng thì nó sẽ có hiệu ứng vẽ tay. Hiệu ứng chữ nhảy lên. Hiệu ứng tưng tưng, rung lắc, xoay vòng. Đó. Thì thích cái nào thì chọn cái đó ha. Ví dụ mình chọn vẽ tay thử coi. Play. Đó, nó vẽ tay. Ok. Rồi, việc của mình là mình sắp xếp sao cho nó đẹp mắt thôi ha. Và chỉnh sửa sao cho nó ok ha. Thì chú ý là khi mà mình làm á, sử dụng chùa, xài chùa bản miễn phí, thì mình sẽ ăn cái logo ngay góc này. Khi nào mình trả tiền thì mình mới mất cái logo. Thì có hai cách để mà mình xóa được cái logo của nó. Là mình lấy logo của mình đè lên. Cách nữa là mình gom cái nội dung của mình xích lên xíu, chừa cái lề ở phía dưới để lát hồi mình edit lại thì mình cắt nó ra. Đó, hoặc là khi quay màn hình đó thì mình quay chừa nó ra. Đó, thì đó là cách mà chúng ta né bản quyền của nó. Đó, thì đó là cách mà chúng ta sử dụng cái thằng này. Còn cách xuất thì chúng ta bấm vào export. Rồi, download
video hay là download Bowboy, download gì đó, share link này kia. Review đó thì các bạn dùng cái phần mềm quay màn hình, các bạn quay lại chừa cái thằng đuôi này ra. Ok. Nó hoặc là quay lại xong sau đó mình lấy cái logo của mình che lên. Đó thì nói chung cái phần mềm này nó cũng đơn giản, không có gì phức tạp á. Xài như xài PowerPoint thôi. Đó. Thì đây là Power Tool. Thì mình cố gắng mình rớp lại mà mình che cái logo của nó đi. Nè ví dụ như bây giờ ha, cái thằng logo của nó đây thì mình chỉ việc mình kéo mấy thằng nhân vật của mình nó xích lên xíu. Đó. Quan trọng là mình cắt bỏ cái logo hoặc là mình thêm cái logo của mình vô. Đó thì đó là cách mình lách thôi. Rồi ha, thì đó là phần mềm Power Tool. Rồi đơn giản vậy thôi, không có gì quan trọng đó. Thì để ghi màn hình thì chúng ta có thể sử dụng phần mềm OBS. OBS đó, OBS Studio, chúng ta thêm cái màn hình vô là ok. Động lên cái. Ngoài OBS thì còn một số phần mềm như là Camtasia Recorder chứ. Chẳng hạn. Nó khởi động lên rồi. Đó. Thì các bạn thấy là chúng ta có thể chọn được cái khung hình mà chúng ta muốn ghi lại của thằng Camtasia Recorder. Đó, các bạn muốn ghi lại chỗ nào thì bạn kéo to thu nhỏ cái khung hình nó cỡ đó. Rồi. Thì đó là thằng Camtasia Recorder, rồi mình bấm rec ha, mình bấm rec là nó sẽ quay lại. Còn thằng OBS á thì mình cũng làm tương tự. Nhưng mà đây nó khác một cái là mình phải thêm cái sọt của mình vô. Ví dụ mình bấm dấu cộng vô, mình chọn Display Capture. Đó thì nó sẽ chọn cho mình một cái màn hình để mình quay. Rồi mình bấm Start Recording thì nó cũng quay lại cái video cho mình ha. Rồi sau đó mình có thể ứng dụng một số phần mềm khác như là Camtasia, như là Adobe Premiere để mình edit chỉnh sửa lại cho phù hợp với cái video của mình. Đó, đơn giản. Rồi, xong phần Power Tool. Các bạn nào đặt câu hỏi gì thằng Power Tool này không? Ok, không có câu hỏi nào thì mình đi tiếp. Rồi, phần tiếp theo là phần về email marketing. Email marketing thì chúng ta có cách nào? Email marketing thì chúng ta có thể sử dụng thằng Mailchimp.
Mailchimp. Thì đây là một cái công cụ để chúng ta có thể gửi email hàng loạt. Chúng ta cũng tạo một cái tài khoản và chúng ta login vào. Đăng ký một cái tài khoản ha. Ví dụ như là Kim Martin. Rồi mình vào mình xác nhận email nó gửi tới để mình active cái tài khoản. I'm not a robot. Rồi với cái tài khoản miễn phí thì mình có thể chạy được 2.000 cái email, gửi được 2.000 cái email một tháng đó. Thì ở đây mình sẽ chọn bản miễn phí và complete nó đi. Tiếp tục cho nó một số thông tin mà không biết skip qua được không, vào MailChimp luôn. Rồi nó bắt chúng ta xác nhận thông tin. Rồi, thì để có thể gửi email thì đầu tiên là mình phải có cái danh sách email của khách hàng mình. Đó. Thì để có thể danh sách email của khách hàng mình thì mình bấm vào audience và mình thêm các audience của chúng ta vào, manage audience, add a subscriber. Inbox contact. Rồi, thì ở inbox contact thì chúng ta có thể copy paste cái email của chúng ta vô, hoặc là chúng ta có thể upload lên một cái file CSV chứa cái email của chúng ta. Rồi, thông thường thì mình sẽ làm theo cách là copy paste cho nó lẹ. Copy paste from file. Rồi mình nhập các dòng vô. Ví dụ như email của khách hàng của mình là gì? Ví dụ như Hiếu Lê 1980@gmail.com. Rồi kimmartin.vn@gmail.com. Vân vân. 4567@gmail.com. Đó. Continue to match. Đây thì nó chưa mát được cái email address.
Sale. Rồi, giờ thì nó đã match được cái email của mình rồi. Giờ mình bấm tiếp tục. Organize. Mình đặt tên cho cái tag này. Tạo một cái tag mới đi. Ví dụ tag khách hàng. Tiềm năng. Continue to review. Rồi, thì nó đã update được cho chúng ta ba cái contact. Đó, ba cái khách hàng tiềm năng của chúng ta. Giờ lại mình nhập ba cái email vô. Đó. Thì sau khi mà mình có được khách hàng tiềm năng rồi đó, thì mình có thể tạo ra một cái chiến dịch email để mình gửi cho khách hàng của mình. Đó. Rồi, đặt tên chiến dịch email của mình này là gì? Ví dụ email chào hàng sản phẩm rồi đến ai đây là cái đối tượng khách hàng của mình nè đó unsubscriber contact in the audience King Martin thì nó đã gửi sẽ gửi cho tới toàn bộ những người trong cái danh sách contact của mình là ba người đó. Đúng. Còn nếu mà chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta bấm edit. Đó. Chúng ta bấm thay đổi bằng cách là chúng ta có thể chọn cái đối tượng khách hàng nào mà chúng ta muốn gửi ha. Còn không thì mình chỉ chọn cái tệp của King Martin là ba người. Rồi. Chỉnh sửa coi ai là người gửi cái email này. Thì mình đặt tên cái người gửi, ví dụ như mình công ty gì, mình công ty King Martin, gửi từ cái địa chỉ email nào, địa chỉ email là kingmartin.vn@gmail.com, thì mình sẽ chọn cái này để mình gửi ha, save lại. Rồi tiếp theo là mình sẽ thêm tiêu đề cho cái chiến dịch này, tiêu đề tiêu đề của mình là gì, chào hàng sản phẩm, rồi đặt tên nghe chú ạ, ví dụ như giới thiệu thư mời hợp tác đi, thư mời hợp tác. Rồi, review test là nội dung sẽ xuất hiện trong cái hộp thư inbox sau cái tiêu đề. Đó là những cái dòng mà những cái dòng chữ gọi là chữ mô tả của cái email chúng ta nó hiển thị sau cái tiêu đề. Ví dụ như đây là sẽ là chào anh chị, em bên công ty gì đó Kim Martin muốn gửi thư mời hợp tác, sale. Rồi sau khi xong cái subject rồi thì chúng ta tới cái phần nội dung bên trong nội dung bên trong ha, nội dung bên trong. Thì nội dung bên trong của cái email mình thì nó sẽ có những cái template có sẵn ở trong đây. Mình chỉ việc edit là mình xài. Ha. Hoặc là có những cái nội dung cơ bản hay là một cái chữ không. Toàn bộ là chữ. Đó, đây là bố cục. Có mấy cái nào mà nó ghi là upgrade to use thì có nghĩa là mình phải nâng cấp mình mới sử dụng được. Mình phải bỏ tiền trả phí mới sử dụng được ha. Còn cái nào không có dòng chữ đó thì mình xài thiệt ra. Rồi ngoài ra thì nó sẽ có mấy cái theme, mấy cái cell template, vân vân. Đó, giả sử như mình làm bất động sản thì mình sẽ chọn những cái theme nào nó nhìn nó smooth mood không? Thì nó cũng giống như là một cái landing page của mình thôi. Ví dụ mình thử chọn cái này đi.
Rồi, thì đây là cái nội dung email của mình nè. Đó, nó sẽ chia ra từng cọc và mình có thể bấm vô để mình edit nó. Banana coin nè, Clementine. Đó, thấy chưa? Tiêu đề này kia, nội dung. Rồi, xin chào các bạn. Đó, muốn thay hình hay các thứ gì thì mình chỉ bấm replace là thay hình nè. Hoặc là edit chỉnh sửa nè. Đó, ví dụ như mình muốn up cái hình của mình lên thì mình bấm replace. Đây là edit. Nè. Thì đây là upload cái hình mình mong muốn lên. Insert. Đó, thì nó sẽ thay cái hình cho chúng ta. Đó, tương tự với những cái nội dung còn lại ha. Rồi. Và cuối cùng là cái chữ ký của mình. Đó. Thì thông thường mà chúng ta muốn vô inbox á, thì chúng ta cũng phải có chữ ký, rồi chúng ta phải thêm những cái dòng như là unsubscribe, long delete, là chặn cái gửi email quảng cáo vân vân đó, thì để Google nó duyệt email của mình cho nó vô inbox, không thì chúng ta sẽ vô spam rất là cao ha. Thường thường mấy cái email mà gửi bằng Mailchimp thì nó vô tỷ lệ spam rất là cao. Rồi continue. Rồi sau khi mà xong rồi thì bấm nút gửi ha. Send now. Rồi. Thì nó sẽ gửi cái email chào hàng đến ba người trong cái danh sách hồi nãy chúng ta upload. Đó. Rồi, thì đây là một cách. Cách này thì cái tỷ lệ mà nó vô được cái inbox cũng khá là thấp ha. Khoảng 40-30% là nó sẽ vô được inbox, tùy nội cái dung của mình coi nó có giá trị hay không. Rồi cấp thứ hai nữa là mình sẽ sử dụng một cái tool gọi là cái tool spam mail. Từ từ lắm. Ừ, thì tùy thôi, thí dụ như gửi thư mẫu danh hay bạn muốn làm gì bạn làm, quan trọng là người ta đọc, người ta tin hay không. Ví dụ như đánh thủ của mình nó lấy email của mình nó đi gửi Thì nó sẽ quan trọng là nó có vô được cái thư mục inbox của người ta không, hoặc là nó sẽ vô cái thư mục rác. Thường thường là mấy cái email nào mà không có giá trị thì nó sẽ Google nó sẽ nhận biết được và nó sẽ rơi vô những cái thư mục rác ha, gọi là thư mục spam á. Đó. Quan trọng là thí dụ như mà người ta có được cái list email của khách hàng mình á, thì người ta có thể mạo danh hoặc người ta lừa đảo gì đó kệ người ta. Đó, nói chung là tùy mục đích người ta sử dụng và người ta sử dụng tốt hay xấu gì đó là tùy tùy người sử dụng thôi. Đó. Nói chung là đừng có làm lộ email thông tin của khách hàng, nên bởi vậy nó mang rất yếu tố rất là quan trọng ha. Rồi, cách tiếp theo là cách này sử dụng cái phần mềm gọi là spam mail. Thì cái phần mềm spam mail này thì nó sẽ lên được cái tỷ lệ inbox nó cao hơn. Tỷ lệ nó rơi vào inbox gần như là 100%. Rồi, cách mà chúng ta sử dụng cái phần mềm spam mail này thì nó cũng khá là đơn giản. Đầu tiên
là chúng ta phải có một cái phần mềm này, mình bấm vào tab để mình tạo bản sao ra cái phần mềm đó. Sau đó thì mình nhập cái danh sách email của khách hàng của mình vô đây, nhập email danh sách khách hàng đây, ví dụ email thạch.alo@gmail.com. Rồi, xóa cái dòng này đi. Cái dòng này là cái dòng trạng thái để thông báo là coi cái email của mình đã được gửi hay chưa, gửi hay là chưa. Còn đây là cái dòng tên, dòng họ tên của khách hàng của mình. Giống như thay vì mình tên thì mình để ghi là anh chị hay gì đó, anh Thạch đi. Đó. Rồi, sau khi mà chúng ta có nhập email khách hàng xuống đây, nếu bạn nào có thêm thì các bạn có thể nhét cho trong đây. Rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ viết một cái email. Viết một cái email bằng cách là mình sẽ vào trong cái email nào mà mình muốn gửi đi á, thì mình bấm soạn một cái thư mới đây và mình nhập nội dung chủ đề nó vô, ví dụ như là testing, thư mời lớp học 14 ngày. Đó. Chào các bạn. Rồi ha. Rồi, nó sẽ cái thư một nháp ha, chúng ta khỏi cần gửi gì hết, nó khi nào đợi bấm tắt đi, nó lưu thư một nháp rồi. Thì thư một nháp của chúng ta nó nằm ở đâu đây? Kéo sẽ xuống. Đây, trong thư mục nháp đó thì nó sẽ tự động gửi cái thư mục nháp gần nhất mà chúng ta vừa tạo đi tới những cái mail này đó, hiểu chưa? Thì các bạn nào mà làm bất động sản thì chú ý này ha, tại vì email là một cái kênh rất là hiệu quả cho bất động sản ha. Rồi, sau đó thì chúng ta làm gì tiếp theo nè? Chúng ta bấm vào Gmail Auto. Gmail Auto. Và bấm... À khoan chưa. Trước khi mình gửi mail đi, thì mình phải bấm vào công cụ trình chỉnh sửa tập lệnh để mình đổi lại cái tên. Đổi lại cái tên cho nó phù hợp ha. Các bạn kéo xuống cái dòng nào mà các bạn thấy chữ King Martin đây nè. Đó. Đây là cái tên của người gửi. Ví dụ mình gửi từ công ty bất động sản thế giới chẳng hạn. Đó. Rồi, sau đó mình bấm lưu lại. Lưu lại. Và mình quay trở lại cái thằng spam mail, mình bấm Gmail Auto và bắt đầu gửi mail thì nó sẽ gửi mail đi. Thì cái tool này nó chỉ cho mình một phép cho mình phép một ngày nó gửi đi 100 email và nó sẽ rớt từ từ. Mình muốn gửi thêm nhiều email khác thì mình phải sử dụng nhiều cái Gmail khác nhau thì mình sẽ được gửi đi nhiều. Đó, vậy thôi. Ok, bạn có muốn gửi tin nhắn dự thảo có tiêu đề thư mời lớp học 14 ngày đến 2 người? Có. Email send success. Rồi, vậy là nó đã gửi thành công. Và bây giờ mình vô mình check lại coi nó gửi cho nha. Đó, bất động sản thế giới đã gửi thư mời lớp học 14 ngày. Được chưa? Cái logo thì nó lấy cái logo của cái email kia. Đấy. Rồi, xong. Đó, đơn giản vậy thôi và tỷ lệ nó vô inbox gần như là 100%. Đó. Bất động sản thế giới ha. Em có thấy cái tool spam mail này là mình lấy ở đâu đấy? Tại sao lại tự lại có được cái danh sách mở ra lại có cái này luôn ạ? Okay. Thì tất nhiên là tool spam mail thì chúng ta phải mua cái thằng có tool đó,
đó, bên cung cấp tool nó bán đó, rồi thì mình bấm sao chép về là mình sẽ tạo ra được một cái bản sao của cái tool này giờ mình xài đó. Cái quan trọng giữa cái khác biệt giữa cái spam mail bình thường và cái spam mail tool á là nó có cái Gmail Auto này nè, cái tool lên là một cái Gmail Auto này nè đó, đó. cái phần mềm mà Microsoft Outlook nó cũng có cái chức năng đó. Nói gì không nghe trời. À, dùng Microsoft Outlook nó cũng cho spam list. Thì nói chung là tùy các bạn sử dụng cái gì các bạn. Quan trọng là mình gửi được email vô inbox của khách hàng là được rồi. Đó, vậy thôi. Quan trọng là mình làm sao mình vô được cái inbox của khách hàng. Đó. Chứ vô ba cái quỹ spam thì cả đời muôn đời khách hàng không đọc. Thư rác. Đó. Mấy thằng quỷ này nó gửi có bao giờ đọc đâu. Rồi vậy ha, vậy là xong cái spam smell. Thì email marketing vậy thôi, đơn giản thôi. Gửi được email gửi vô inbox khách hàng là mình thành công. Đó, và cách mà mình làm sao mình có nhiều email như vậy ha. Cách làm sao có nhiều email như vậy thì buộc là mình phải đi lượm email ở trên kia. Ví dụ như là mình vào trên Facebook mình kêu là anh chị nào quan tâm với cái dự án này thì anh kia thì để lại email em gửi đó, đó là cách mà mình chơm ô mình lấy email của khách hàng. Rồi ngoài ra thì mình cũng mua data email khách hàng, mình chạy quảng cáo khách hàng để lại thông tin trên landing page, rồi mình dùng symbol UID mình đi quét data email của UID Facebook, vân vân. Nói chung là có rất là nhiều cách để có được email của data khách hàng đó. Vậy cái tool spam mail này thì mình mua ở trang nào ạ? Spam mail này thì có thể liên hệ thầy để mua ha. Ngoài ra thì có thể thầy sẽ gửi miễn phí cho những cái bạn nào mà học trò ruột đó, đó. Mấy bạn đó có đăng ký hoặc là học trò ruột thì sẽ gửi free. Cảm ơn thầy. Rồi tiếp theo bài cuối cùng là mình sẽ học về thằng shopee, shopee.vn. Bước đầu tiên thì đơn giản rồi, tạo một cái tài khoản Shopee và mình đăng nhập gì ta, đăng nhập cái tài khoản của mình vào. Ai chưa có tài khoản thì nhớ bấm đăng ký ha, bấm đăng ký để mình tạo một cái tài khoản Shopee. Giờ thầy sẽ đăng nhập với SMS. E M Z U xác nhận. Một không bờ rồi các bạn vào trong trang Shopee. Các bạn vào một kênh người bán giúp thầy ha. Kênh người bán tất cả sản phẩm đồng ý. Rồi, thì ở đây là danh sách sản phẩm ha. Mình tạo một cái sản phẩm mới. Thêm một sản phẩm mới ở đây. Thì khi mà chúng ta tạo sản phẩm mới á thì chúng ta bấm thêm luôn đi. Thêm một cái sản phẩm mới thì chúng ta phải có tên sản phẩm. Mà tên sản phẩm của chúng ta phải là những cái sản phẩm nào nó có chứa keyword nào hot, chứa keyword nào mà nó đúng chủ đề cái shop mình và chứa keyword nào có lượng tìm kiếm tốt. Đó. Bây giờ mình lên cái trang chủ của Shopee.
Rồi. Mình sẽ search từ khóa giày nữ để chẳng hạn. Rồi ha. Rồi, các bạn chú ý là những cái sản phẩm nào nó xuất hiện đầu tiên thì sẽ có một số sản phẩm là nó sẽ chạy quảng cáo Shopee. Chạy quảng cáo Shopee hoặc là nó sẽ tham gia những cái chiến dịch quảng cáo của Shopee. Ví dụ như hashtag gì đây, Shopee Chanty nè. Đó. Nó sẽ tham gia những cái chiến dịch thì nó sẽ được ưu tiên những cái vị trí đầu. Và quan trọng mình, mục tiêu chính của mình là mình làm sao mình đạt được, luôn luôn đạt được những cái vị trí đầu tiên này. Đó. Ngoài ra thì cũng có một số shop thì nó sẽ ăn theo đặt keyword của tên shop. Ví dụ như giày nữ thì nó sẽ giày nữ Gobe. Đó. Thì nó cũng sẽ được ưu tiên xuất hiện đầu tiên. Đó. Rồi. Rồi các bạn thấy những cái sản phẩm nào mà xuất hiện đầu tiên á thì nó đều có những cái sản phẩm đã bán. Đó. Ít ra là nó phải bán được vài đơn, thậm chí là bán được vài chục đơn, vài chục ngàn đơn. Đó, để nó đạt được cái kết quả như vậy. Đạt được những cái vị trí tốt như vậy. Đó. Mình chú ý ha, mình học cách phân tích ha. Đó. Giày nữ là thêm ba cái logo vớ vẩn vô để cho nó nổi bật. Rồi, coi cái phần trăm giảm của nó nữa nha. Đó. Thì mình đổi giá lên rồi mình thêm cái những cái chiến dịch giảm giá xuống. Đó thì nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn, người ta thích cảm thấy từ 300.000 ô còn có 159.000, rẻ quá. Mua. Đó. Đa số là những cái thằng nào mà giảm giá cao cao á, là nó sẽ được được nhiều lượt mua hơn. Đó, thì đó là một số gợi ý để mà mình thêm cái chiến dịch sao cho nó ok. Ngoài ra thì khi mà mua một cái sản phẩm trên Shopee á, để tăng được cái tính để tăng được cái tỷ lệ người ta click vô, người ta mua hàng á. Đây. Thì hình ảnh phải đẹp ha. Hình ảnh phải đẹp nè, rồi miễn phí vận chuyển này kia, các chiến dịch này kia. Đó. Thì người ta mới dễ dàng ta mua. Ngoài ra ta cũng phải coi feedback rất là đẹp. Đó. Feedback ok. Thì làm sao để có được những cái feedback này? Thì thứ nhất là mình có thể nhờ bạn bè mình đặt hộ những cái đơn hàng. Thứ hai là mình yêu cầu khách hàng mình là khi nào họ mua sản phẩm thì yêu cầu họ gửi feedback lại cho mình. Thì mình sẽ gửi cho họ những cái chiến dịch giảm giá. Những cái sản phẩm nào có cái chữ tài trợ góc bên phải là đang chạy quảng cáo đó ha. Chạy quảng cáo để nó đứng top. Đó, còn mấy thằng phía dưới này thì nó không. Nói chung là thằng Shopee nó mà có những cái công cụ gì để hỗ trợ nó có những cái công cụ gì để hỗ trợ mình marketing á thì mình phải xài hết thì mình mới bán được hàng. Đó, ngoài ra thì hình ảnh của mình nó cũng phải có những cái gọi là cái frame là cái khung á, cái khung để cho nó bắt mắt. Thấy không? Ví dụ như cái mấy khung này. Đó. Nhìn nó rất là bắt mắt. Và ngoài ra thì Shopee nó cũng hiện tại nó cũng đã cho chúng ta đăng video sản phẩm, nên những cái sản phẩm nào có video thì người ta cũng tin tưởng hơn, người ta mua dễ dàng hơn. Để kiếm một cái sản phẩm nào nó có video coi. Đây, ví dụ thằng này nó có video nè. Đó, thì khi người ta xem được những cái video này thì người ta cũng an tâm hơn trong việc mua hàng. Tại vì đa số mấy thằng mà bán hàng trên Shopee toàn đa số mấy thằng bán đồ tầm tào lao, tầm đồ tầm bậy không. Nên mấy cái shop nào mà uy tín làm ăn lâu dài thì nó sẽ lên dễ thôi.
Đó. Này nó có video thì người ta sẽ tin tưởng hơn thôi. Đó là một số gợi ý. Ngoài ra thì nhớ là cái việc đặt tên á, thằng Shopee nó có cái là khi mà mình đặt tên thì mình nhớ là đặt tên làm sao cho nó có keyword ha, đặt tên đăng nhập của mình á. Đó, ví dụ như cái thằng này đặt Mộc Hoàng Anh là fail nè, tại vì người ta chưa có nhận diện thương hiệu Mộc Hoàng Anh và người ta cũng không có tìm kiếm được cái từ khóa Mộc Hoàng Anh trên kia, nên cái trang này nó chỉ hỗ trợ làm được cái shop thương hiệu chơi thôi chứ nó không có được những cái traffic tự nhiên đâu. Đó, chú ý vào cái tên shop ha. Rồi cái tên đăng nhập là một ha, và cái tên shop là hai ha. Đó, cái tên shop nè, tên đăng nhập thường thường là sẽ là cái đường dẫn của mình á, giống như là Shopee xịt Mộc Hoàng Anh nha hả, Mộc Hoàng Anh. Đó thì cái tên đăng nhập thường thường là nó sẽ là cái xịt của mình, còn cái tên Mộc Hoàng Anh, mỹ phẩm Mộc Hoàng Anh á là mới là cái tên chính của cái shop và nó hiển thị. Rồi. Kênh người bán. Rồi, ở đây một tất cả sản phẩm đây. Thì lúc mà mình đăng sản phẩm vô thì mình cũng ráng chứa cái keyword của mình làm sao cho nó ok ha. Có lượng người tìm kiếm, ví dụ như kem body trắng da, đưa những cái từ khóa mà người ta tìm kiếm lên đầu tiên và nhét cái tên thương hiệu về phía cuối cùng đó, ví dụ như một mặt nạ này kia đó. Thì với những cái sản phẩm nào mà nó được lượt tìm kiếm tự nhiên thì nó sẽ ăn tiền thôi. Ngoài ra thì nó sẽ có cái thằng đầu tiêu rồi, kênh marketing. Kênh marketing thì mình sẽ có một quảng cáo của tôi để mình có thể mình tạo ra những cái chiến dịch quảng cáo nó đứng top. À, mình không có thời gian, thì mình dùng tiền ha, dùng tiền đè người. Mình không có trình độ thì mình dùng tiền. À, dùng tiền đè người. Những cái sản phẩm nào nói chung là nó cũng tương tự như với cái website của mình thôi, nó có traffic là nó có từ khóa, là nó đứng top. Đó, ví dụ như những cái sản phẩm nào mình bỏ tiền ra mình chạy thì nó sẽ ăn được cái keyword và nó đứng top về lâu về dài. Rồi, để chạy được quảng cáo thằng này đầu tiên là phải nạp tiền, bước một nạp tiền đơn giản đó. Nạp tiền thì nó giống như là mình mua một món hàng trên Shopee vậy thôi, thì đây là mình mua một cái tiền đấu thầu từ khóa, ví dụ mình mua 200 ngàn tiền chạy quảng cáo Shopee chơi. Rồi mình nạp tiền ha, rồi mình chọn phương thức thanh toán đây, ví dụ như mình thanh toán bằng ví Shopee có dư tiền này thì mình bấm đặt hàng thì nó sẽ mua luôn cho chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta có thể thay đổi Shopee voucher vân vân, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, ví Fpay, thẻ ATM, internet banking vân vân. Muốn xài cái gì thì tùy. Rồi tiếp theo, sau khi đã có tiền thì mình tạo chiến dịch thêm sản phẩm mới. À, bây giờ sản phẩm này đi, mỹ phẩm trị mụn, mình bấm xác nhận. Rồi ở đây thì mình chọn ngân sách là không giới hạn đó, không giới hạn, hay là mình chọn thiết lập với giới hạn ngân sách, ví dụ một ngân sách ngày 100.000 đó. Ví dụ ở đây nó sẽ thông báo là dựa theo ngân sách 100.000 một ngày thì mình có thể nhận được là cỡ 148 lượt lít xem sản phẩm ha. Đó thì nói chung là chạy quảng cáo là nó giúp cho mình là có người xem sản phẩm rồi đó, còn quan trọng người ta mua hay không là chuyện của người ta, là còn cái chất lượng sản phẩm và cái nội dung bên trong sản phẩm của mình á nó có phù hợp với người ta hay không
thì người ta mới mua. Đối với những cái sản phẩm mà người ta thấy cái hình bên ngoài ta lít vô là chắc chắn người ta mua luôn, nó rẻ tiền mà. Ví dụ như giày dép nè hay là quần áo nè, tại vì thấy cái hình bên ngoài là thấy, vô bên trong thì nó cũng chả có cái gì hơn hơn thua nhau cả đó. Thì người ta dễ dàng ta mua hơn. Thì nói chung là mình chạy quảng cáo là mình chắc chắn với cái tỷ lệ mà 148 lượt lít này thì mình cũng có thể mình đạt được 100 lượt mua rồi đó. Thì đơn giản easy, 100.000 được 100 lượt mua lời rồi đó. Còn với ba cái loại sản phẩm mỹ phẩm này nè, người ta vô chưa chắc là có mua nha, người ta vô người ta coi và người ta suy nghĩ mấy cái thằng sản phẩm này nó có hiệu quả hay không, sản phẩm này nó có uy tín hay không, sản phẩm này ai sản xuất, nó ngồi nó dò nó soi từ trên xuống dưới và nó đưa ra quyết định là à, không mua đó. Thì mình chạy kênh nhiêu 148 lượt lít này thì chưa chắc là được một lượt mua đâu ha, cỡ ngàn lượt lít may ra nó mua. Rồi thời gian áp dụng thì mình có thể không giới hạn thời gian hoặc là thiết lập ngày bắt đầu và kết thúc đó. Thì ở đây mình thôi cho nó chạy liên tục đi, khi nào hết tiền tự động nó tắt. Chọn từ khóa ở mục này cũng khá là hay ha. Chọn từ khóa thì ở đây mình có thể cho nó chọn tự động thì nó sẽ đưa ra một số cái từ khóa cho mình, hay là mình chọn thủ công. Chọn thủ công thì đây nó sẽ có những cái, nó sẽ dựa ra cái tên sản phẩm của mình đó, thì nó sẽ đưa ra cho mình một số đề xuất về chạy quảng cáo đó. Thì ở đây rất là ít ha, tỷ lệ tìm kiếm một ngày của nó thì rất là ít, hay một ngày, một tháng, 30 ngày, tỷ lệ tìm kiếm trong 30 ngày rất là ít. Thì mình phải buộc mình phải thêm những cái từ khóa mới mẻ hơn đó, ví dụ như là mỹ phẩm nha, hay mỹ phẩm đó. Ví dụ như từ mỹ phẩm thì một tháng nó sẽ đạt được 16.248 đồng, ôm 48 lượt tìm kiếm thì mình cũng thêm vô đó. Rồi kem trị mụn đó, đó tiêu rồi, kem trị mụn của tôi đây, kem trị mụn rất là nhiều ha, kem trị mụn 41.000 cũng thêm vô luôn. Rồi xác nhận và thêm từ khóa. Rồi sau khi mà chúng ta thêm cái từ khóa của mấy thằng quỷ này vô thì chúng ta cũng phải chỉnh giá thầu, chỉnh giá thầu cho nó 2.000 mấy đồng, 2.500 đồng cho một lít thì rất là chua ha. Mình phải bớt lại xuống, mình không cần phải đứng top đâu, đứng top làm gì. Điều chỉnh giá thầu đồng loạt và mình bấm nút giảm. Thôi thiết lập giá thầu luôn cho lẹ, 500 đồng một lít. Đó, thì nó sẽ sửa ôn, sửa toàn bộ những cái sản phẩm của mình còn 500 đồng một lít. Đó. Rồi, sau khi mà chúng ta lựa chọn xong từ khóa, lựa chọn xong giá thầu, thì chúng ta bấm thiết lập quảng cáo. Ok. Xong. Easy, nên là chúng ta chạy được quảng cáo rồi đó. Nói tóm lại là phải có traffic, phải có người lít vô ta coi sản phẩm thì cái sản phẩm của mình nó mới lên top đó. Nó giống như thằng Google thôi, viết bài, sell bài, chạy quảng cáo, có người so coi thì nó mới có từ khóa và nó có lượng tương tác rồi nó lên top thôi. Easy. Ngoài ra thì chúng ta còn có một số cái, ví dụ như là một tham gia một cái số chương trình còn sắp bi sắp tổ chức nè. Đó, sale đồng giá 9k xăng sale ngày hè mua sắm khỏe ra. Đó. Thì khi mà chúng ta tham gia vô những cái chiến dịch này thì chúng ta cũng được ưu tiên lên top luôn. Đó, ưu tiên lên trang chủ còn sắp bi. Thì lúc này mình sẽ thu hút được nhiều lượng quan tâm đến sản phẩm của nó. Đó, miễn phí vận chuyển 50k vân vân. Nói chung là cứ tham gia vô mấy cái chương trình của này thì mình sẽ có lượng lít, lượng người xem sản phẩm ha. Rồi ngoài ra thì nó còn rất là nhiều cái chương trình giảm giá, rồi giảm giá sản phẩm bán chạy, điều sốc combo khuyến mại, ưu đãi floor, vân vân. Thì đó là những cái cách mà chúng ta tăng được cái lượng người ta lít vô cái sản phẩm của Shopee. Được chưa?
Sau đó rồi thì chúng ta làm gì nữa? Rồi, sau đó thì chúng ta xài tiếp một số cái tool để chúng ta book cái lượng follow, lượng sub, lượng like sản phẩm của chúng ta bằng cách là chúng ta xài công cụ Shopee. Shopee, tool Shopee rồi. Thì cái thằng Shopee này là một công cụ miễn phí, nó giúp cho chúng ta tăng chéo cái lượng sub và cái lượng follow của chúng ta ha. Các bạn bấm down phần mềm vào về. Rồi, đây, đây là cái bảng giá của cái thằng Shopee. Thì Shopee thì 30 phút nó sẽ tăng cho chúng ta một follow, một like. Thì các bạn cứ treo cái ad của chúng ta ta ở đó thì chúng ta nó sẽ tăng follow, tăng like cho cái shop của chúng ta ha. Ngoài ra thì nó còn giúp cho chúng ta một số tính năng khác như là sao chép sản phẩm, xử lý hình ảnh nội dung sản phẩm đó. Rồi gửi tin nhắn hàng loạt vân vân đó, thì xài miễn phí thì chúng ta sẽ đạt được những tính năng đó. Còn với việc trả phí 660 ngàn cho 3 tháng thì 5 phút nó tăng cho chúng ta một follow, một like. Rồi chúng ta có thể sao chép 1.000 sản phẩm một ngày. Chúng ta có thể xài được trên hai cái máy tính. Đó, ngoài ra những tính năng đẩy top, những cái tính năng thông báo email đơn hàng, tính năng gửi tin nhắn hàng loạt, vân vân. Thì ví dụ không có tiền thì xài bằng miễn phí này là được rồi. Và nó sẽ giúp cho chúng ta, shop chúng ta có một số lượng follow, một số lượng like nhất định để tăng cái độ tin cậy của khách hàng trong cái Shopee. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng thử đi. Không. Mình download về luôn. Tại chưa nè. Sắp bị máy này chưa tải rồi. Rồi mình bấm nút sau khi đăng nhập vô á thì mình bấm nút tải app Shopee cho cái máy tính của mình. Bạn Windows. Rồi, thì đây là các công cụ app Shopee ha. App Shopee. Đó, mình có thể nghiên cứu những cái từ khóa hot. Đây, thì đây là những cái từ khóa nào mà mấy thằng hay mua sắm trên Shopee á, nó hay search, hay tìm kiếm. Đó, rất là nhiều. Nó đạt lượng tìm kiếm rất là nhiều ha. Thì mình lựa những cái từ khóa này để mình đặt cho sản phẩm của mình hay là đặt tên cho shop thì nó sẽ rất là ok đó, rất là nhiều. Mình có thể mình chọn theo danh mục đó hoặc là mình chọn theo sản phẩm. Rồi còn đây là Spy Shopee. Spy Shopee là theo dõi những cái thằng shop nào nó bán tốt á thì mình có thể theo dõi được đơn hàng của nó bán được bao nhiêu, doanh thu bao nhiêu và tồn bao nhiêu sản phẩm. Ví dụ như bạn thấy thằng nào nó bán tốt á thì bạn có thể bạn spy nó, sao chép nó đó rồi về bán rẻ hơn để cho mình lên top. Đây là sao chép sản phẩm. Thì khi mà chúng ta muốn sao chép nó thì chúng ta có thể mình dán cái link sản phẩm của Shopee của nó vào đây. Đó. Rồi mình sẽ xuất ra được một cái file Excel để mình tải lên cái shop của mình ha. Yes, chạy lại cái Spy Shopee. Thì tính năng của thằng thằng app Shopee này á, chủ yếu hay nó cũng giống như thằng seeding thôi. Mình đi súp chéo cho người ta thì ta súp cho mình đi like sản phẩm cho người ta thì ta xong người ta cũng like lại cho mình luôn đó.
thì xài cái này hiện tại chưa thấy bị khóa ha. Khi nào mà mình spam tin nhắn nhiều quá thì khi đó mình mới bị khóa. Spam tin nhắn là mình gửi tin nhắn vào inbox của mấy hàng tài khoản Shopee khác á, thì mình sẽ bị khóa tài khoản ha. Còn sử dụng tính năng sắp chéo này thì chưa thấy bị. Rồi, ở đây đầu tiên thì mình phải thêm cái tài khoản F-Shopee. Là cái tài khoản mình mới tạo của thằng F-Shopee nha, chứ không phải là của thằng Shopee nha. F-Shopee, khác Shopee nha. Tài khoản F-Shopee là cái tài khoản chính để mình quản lý những cái tài khoản Shopee con á. Đó. Thì ở đây nó sẽ thông báo cho chúng ta là có cái shop này, số người theo dõi, đó, 216. Thời gian chờ đó thì sau 30 phút thì mình sẽ tăng được một sub ha. Rồi vậy thôi, thì đó là cái hàng F-Shopee. Rồi, bạn nào đặt câu hỏi về hàng Shopee không? Nói gì? Nói lại đây, mình không nghe rõ rè quá. À, Shopee nó kiếm tiền từ người bán thì tất nhiên là nó sẽ nhận một số phần trăm của cái sản phẩm. Rồi nó cũng ăn chia cái tiền ship nữa. Đó. Chứ còn Đúng rồi. Chung là nó sẽ ăn dựa trên cái sản phẩm và cái tiền ship đó, hai cái đó. chỉ có Shopee mới hỗ trợ khi marketing này rồi này, mình có cái điều tương tự ở những sàn khác này, như kiểu Tiki hay là Sen Đỏ này kia. Tiki vẫn có, Sen Đỏ cũng có luôn, còn hàng Lazada thì không. Hàng À, Lazada thầy chưa vậy thấy. thầy đánh giá như nào giữa Tiki với lại Shopee Sen Đỏ về Shopee thì nói chung marketing? là Shopee là dễ nhất, cứ thằng nào giỏi Shopee là làm được hết mấy kia. Cứ nói chung là cứ tập trung chiến Shopee trước. Còn Tiki thì nói chung là chủ yếu là khi nào mình phải mình có những cái sản phẩm nào á mà mình gửi kho, cần phải gửi kho á, thì mình nên chơi với thằng Tiki. Đó để mình gửi kho bên nó và nó vận chuyển ship nhanh trong vòng 2 tiếng cho mình. Đó thì cái kênh nó hiệu quả. Còn với những cái kênh mà ship lâu á thì chơi hàng Shopee, cứ chơi hàng Shopee. Còn hai thằng Lazada, Shein Đỏ thì nói chung nó cũng như nhau thôi. Nó cũng không có gì nổi bật. Khi mà cái Mình không nghe rõ bạn ơi. Khi mà người ta mua hàng ở trên 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 Shopee ha, người ta thanh toán bằng thẻ Visa thì cái thanh toán đó sẽ nằm trong cái tài khoản của Shopee và người bán nó sẽ lưu trữ trong cái ví Shopee và yêu cầu hàng đó rút ra đó, thì khi nó rút ra thì lúc đó nó mới nhận về tiền của nó được, chứ tiền thì nó vẫn giữ trên của hàng Shopee. Thầy ơi cho em hỏi với ạ. Ừ. Thầy ơi, ở trên cái tài khoản Shopee của em có một vài cái đánh giá một sao không tốt ấy. Thì À. ngoài cách mà gọi cho khách để nhờ khách gỡ xuống thì còn có cách nào không ạ? Để có thể gỡ Không. được cái đấy không? Cái đó thì thua. Cái đó thì mình hoặc là mình có thể mình tăng thêm những cái lượt đánh giá tốt khác để mình trôi đi những cái lượt đánh giá xấu. Đó. Vâng. Hoặc là mình tạo cái shop mới thôi. Mà quan trọng gì ba cái đó, mấy cái đó chủ yếu là mình cố gắng mình làm sao mình phục vụ tốt khách hàng, rồi mình cố gắng mình làm sao cho nó đẹp mắt. Lúc mà người ta lít vô người ta thấy được những cái đánh giá tốt thì nó ok.
Còn mấy cái đánh giá xấu thì cứ để cho nó trôi đi, từ từ nó sẽ mất thôi. Dạ vâng ạ. Rồi, vậy ha. Thì mình kết thúc ở đây ha. Rồi thì nói chung là sắp tới là cũng sẽ tổ chức một số cái khóa học khác. Ví dụ như khóa học sau khóa học này sẽ không dạy tiếp khóa học 14 ngày mới, mà mình sẽ dạy cái khóa học là 10 ngày online business. Đó, mình sẽ mời thêm những cái bạn khác cũng sẽ đào tạo về marketing, đào tạo về kinh doanh online. Thì bạn nào muốn học tiếp thì đăng ký, còn không muốn học nữa thì thôi dừng. Và mấy bạn nào mà đăng ký đi theo học nghề hay thực tập làm thêm này kia, hoặc là học làm đệ tử ruột này kia, thì cứ tập trung làm bài tập và phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng bản thân là được rồi. Đó, thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong khóa học lần sau. Bye. Cảm ơn thầy ạ. Chào thầy Này. Thầy cho em hỏi là ví dụ như ạ. em muốn tìm hiểu thêm những cái khóa học làm web á, thì thầy có thể recommend em một vài khóa học để học về làm web. Làm web thì bạn cứ lên học Thạch Phạm là làm web tốt nhất. Thật ra. YouTube thầy. Ờ, vừa YouTube vừa có website luôn, Thạch Phạm. Thật ra. Dạ, cảm ơn thầy. Bạn cứ inbox cho mình là mình sẽ giải đáp cho bạn. Ừ, đúng rồi, cứ trên Zalo đi.